Cảnh sát Florida đã thực hiện một vụ bắt giữ nghi can liên quan đến vụ sát hại ông Jared Bryan, một ông bố bốn con và là giám đốc điều hành của Microsoft, người đã bị bắn chết một cách bí ẩn gần một năm trước. Trong đó, người vợ cũ và người chồng sau của cô được xem là nghi can trong vụ giết người tàn ác đã gây chấn động Hoa Kỳ. Hai diễn viên gốc Việt đầu tiên được đề cử nhận giải Oscar năm 2023. Bà Marjorie Taylor Greene có thể là ứng viên phó tổng thống của cựu tổng thống Donald Trump vào năm 2024. Bưu điện Mỹ thuê 2.400 người tại quận hạt Los Angeles và quận Cam. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 27 tháng 1 năm 2023. Cảnh sát Florida đã thực hiện một vụ bắt giữ nghi can liên quan đến vụ sát hại ông Jared Bryan, một ông bố bốn con và là giám đốc điều hành của Microsoft. Người đã bị bắn chết một cách bí ẩn gần một năm trước. Anh đã bị phục kích và bị bắn nhiều phát đạn ngay trước mặt đứa con gái mới bước đi 2 tuổi của mình ở Jacksonville vào ngày 16 tháng 2 năm 2022, đã gây chấn động Hoa Kỳ. Cảnh sát tuần này thông báo rằng họ đã bắt giữ nghi can Henry Tennant, 61 tuổi, vì bị buộc tội âm mưu giết người cấp độ 2 bằng vũ khí nghiêm trọng và làm dùng trẻ em. Tất cả đều liên quan đến vụ bắn ông Brian, 33 tuổi, giám đốc điều hành của Microsoft. Tuy nhiên, theo Melissa Nelson, luật sư tiểu bang của khu vực tư pháp 4, nói với các phóng viên rằng, ngoài nghi can Henry Tennant, thì còn có những nghi can khác đang được xem xét chúng tôi tin rằng nghi can Henry Tenen không thể nào hành động một mình. Theo một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, người vợ cũ của nạn nhân là cô Senna Godner Fernandez và người chồng thứ hai của cô vẫn là nghi can trong vụ giết Brian, giám đốc điều hành Microsoft. Sau khi cô ta đã thực hiện chuyến đi xuyên bang của Mỹ, dài 2.800 dặm, cô Godner Fernandez, 35 tuổi, và nạn nhân mươi 33 tuổi, Hai người đã ly hôn vào năm 2016, được cho là sau khi cô ngoại tình. Kể từ khi họ ly hôn vào năm 2016, nạn nhân gần như vướng vào các vụ kiện tụng liên tục với người vợ cũ này về vấn đề tài chính và quyền nuôi con. Một cặp song sinh hiện đã 10 tuổi của họ, một cuộc tranh chấp tại tòa án đã kéo dài nhiều năm trong sự giận dữ của hai người cho đến khi kết thúc bằng cái chết của nạn nhân vào tháng 2 năm 2022. Giám đốc điều hành Microsoft đã bị sát hại ngay sau khi Brian đã đưa hai đứa con gái sinh đôi của mình đến nhà mẹ của chúng, là nhà vợ cũ của anh, ở Jacksonville Beach, sau khi đưa chúng đi ăn tối. Còn cô con gái thứ ba là con chung của anh với người vợ sau, đến từ cuộc hôn nhân thứ hai, thì vẫn ở trong xe. Khi anh lái xe rời khỏi nhà vợ cũ và đi được khoảng 2 dặm, thì nạn nhân đã gặp phải một chiếc lớp xe bị cản ngay giữa con đường một chiều hẹp để ra khỏi khu phố. Sau đó anh đã đậu xe và bước ra ngoài để lượm chiếc lớp xe đã gây cản trở đường của anh. Ngay lập tức anh đã bị bắn nhiều phát đạn liên tục từ cự ly ngắn ngay sau khi ra khỏi xe và chết tại hiện trường. Tuy nhiên đứa con gái nhỏ của anh thì không hề hấn gì. Các cảnh sát tin rằng chiếc lớp xe đã được cố tình đặt ở trên đường để khiến anh ta phải dừng lại nhằm phục kích nạn nhân. Rõ ràng anh ấy đã bị bắn chết trong máu lạnh. Adam, anh trai của nạn nhân cho biết, đây là một tội ác ghê tởm, ý tôi là số lần em trai tôi bị bắn nhiều phát như vậy chỉ để đảm bảo chắc chắn rằng là em ấy đã chết. Theo các nguồn tin xác nhận với Fox News Digital rằng, người vợ cũ của nạn nhân vẫn được xem là nghi phạm và người chồng sau của người vợ cũ cũng được cho là nghi phạm. Các nhà điều tra đã không tiết lộ bằng chứng được cho là có mối liên kết giữa nghi can Henry Tennant với cặp vợ chồng người vợ cũ của nạn nhân, nhưng địa chỉ gần đây nhất của nghi can Tenen cho thấy ông ta có mối liên hệ đáng ngạc nhiên với cặp vợ chồng này. Nghi can Tenen sống tại ngôi nhà có địa chỉ là 5239 Đại lộ Potomac ở Jacksonville Beach, Florida, là thuộc sở hữu của người chồng thứ hai của người vợ cũ của nạn nhân vào thời điểm xảy ra án mạng. Nghi can Tenen ra tòa lần đầu vào thứ năm ngày 26 tháng 1 năm 2023 hiện chưa rõ liệu các nhà điều tra có tin rằng ông ta chính là người đã bóp cò nổ súng, bắn nhiều phát đạn vào nạn nhân hay không. Nghi can Tenen, người cũng từng có tiền án về tội trộm cắp, tội nhẹ và vi phạm giao thông, đã từng bị bắt vào ngày 18 tháng 8 năm 2022 với các tội danh như tàn trữ vũ khí, lái xe với bằng lái bị treo và chạy quá tốc độ. Hồ sơ nhà tù cho thấy Lúc đó anh ta đã bị nhốt tại trung tâm cải huấn James First Montgomery, nơi mà giờ đây anh ta là bị tống đạt lệnh bắt giữ. Vào sáng thứ Tư ngày 25 tháng 1 năm 2023, vì tội giết Prigan giám đốc điều hành Microsoft, trong bối cảnh công chúng đang xem xét kỹ lưỡng về vụ sát hại người chồng cũ, Gordner Fernandez đã di chuyển xuyên quốc gia, dài 2.800 dặm, đến Tây Bắc Thái Bình Dương vào cuối năm ngoái. Theo Fox News Digital đưa tin vào hôm thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2023 cho biết cha mẹ giàu có của cô là ông Sterling và bà Shelly Godner đã sử dụng một LLC để bí mật mua một ngôi nhà trị giá 1 triệu đô la cho cô ở West Richland, Washington. Theo hồ sơ tài sản cho thấy, theo những người hàng xóm cho biết, Fernandez, người chồng thứ hai của cô Godner, đã không cùng vợ di chuyển xuyên quốc gia và đã rời khỏi ngôi nhà ở bãi biển Jacksonville, mà hai vợ chồng đồng sở hữu vài tuần sau vụ giết người. Cặp đôi này được đại diện bởi luật sư bào chữa hình sự cấp cao Henry Coxtry, người đã từ chối bình luận về bước đột phá lớn trong vụ án giết người bí ẩn gây sốc đối với giám đốc điều hành Microsoft Reagan. Chuyển sang thông tin tiếp theo, lễ trao giải Oscar lần thứ 95 đang có nhiều người Á Châu làm nên lịch sử trong đó có hai diễn viên gốc Việt đầu tiên được đề cử nhận giải là tài tử Quang Kế Huy và Minh Tinh Hồng Châu. Chuẩn bị cho lễ trao giải Oscar năm 2023, gần 9.500 thành viên của hàng lâm viện điện ảnh Hoa Kỳ, AMPAS, đã tham gia bỏ phiếu để tìm ra danh sách đề cử và công bố vào tối ngày 24 tháng 1 năm 2023. Theo Hollywood Reporter, tài tử Quang Kế Huy được đề cử nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất qua vai Wayman Quang của phim Everything Everywhere or At Once. Tác phẩm này đang gây sóng gió trong mùa trao giải thưởng phim năm 2023. Trong đó có hai giải quả cầu vàng của minh tinh Michelle Yeoh Dương Tử Quỳnh trong vai nữ chính và tài tử Quang Kế Huy trong vai nam phụ xuất sắc nhất. Tài tử Quang Kế Huy sinh ra ở Sài Gòn vào năm 1971, sau đó cùng gia đình vượt biên vào năm 1978, rồi được nhập cư vào Hoa Kỳ vào năm 1979. Lúc 12 tuổi, ông được mời đóng vai Short Rao trong phim Indiana Jones and the Temple of Doom. Đến năm 1985, ông đóng một vai chính là Richard Wang của phim The Goonies. Tuy nhiên, sau thập niên năm 1990, ông gần như biến mất khỏi màn ảnh, và quyết định làm người dàn dựng các cảnh đánh nhau trong phim hành động. Đến năm 2018, ông được phim Á Châu nổi đình nổi đám là Crazy Rich Asians, tạo cảm hứng để trở lại màn ảnh. Sau khi nghe tin được đề cử nhận Oscar qua Zoom, tài tử Quang Kế Huy cho biết, ông nhảy lên và la hét rất lớn vì vui mừng, còn cho rằng những thành công mình đang đạt được như không có thật. Minh Tinh Hồng Châu được đề cử nhận giải Oscar trong vai nữ diễn viên phụ xuất sắc vì đóng vai y tá Liz trong phim The Well cùng tài tử Brandon Fraser. Minh Tinh gốc Việt 43 tuổi này sinh ra trong trại tị nạn ở Thái Lan vào năm 1979, sau khi gia đình vượt biên khỏi Việt Nam trong năm đó. Một nhà thờ của người Việt Nam ở New Orleans, Louisiana, bảo trợ gia đình cô nhập cư vào Hoa Kỳ. Và cô lớn lên trong cộng đồng Versailles của thành phố này. Cô được nhiều khán giả biết đến qua vai Ngọc Lan Trần trong phim Downsizing công chiếu vào năm 2017 và xuất hiện trong phim The Menu năm 2022, công chiếu trước The Well một tháng. Về cảm tưởng sau khi nghe tin được đề cử nhận Oscar, Minh Tinh Hồng Châu cho biết cô rất vui mừng vì điều đó. Còn cảm ơn bạn diễn Brandon Fraser và đội ngũ sản xuất của phim The Well và hãng phim A24. Giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra ngày 12 tháng 3 ở Los Angeles, California. Chuyển sang thông tin tiếp theo, Steve Bannon đã thông báo cho nữ dân biểu Marjorie Taylor Greene rằng tên của bà sẽ có trong danh sách những nhân vật tiềm năng, sẽ có chiếc vé ứng cử viên phó tổng thống cùng liên danh với cựu tổng thống Donald Trump vào năm 2024. Mục tiêu đó là trọng tâm trong những nỗ lực gần đây của bà Marjorie Taylor Greene nhằm củng cố vị thế và sức ảnh hưởng để trở thành một nhân vật nổi tiếng hơn giữa những người theo đường lối cứng rắn của đảng cộng hòa điều này cũng giải thích lý do tại sao bà Taylor Green lại nỗ lực giúp cho dân biểu Kevin McCarthy giành được ghế chủ tịch hạ viện với sự trao đổi là Taylor Green sẽ nhận nhiệm vụ trong hai ủy ban ủy ban an ninh nội địa và ủy ban giám sát và trách nhiệm giải trình nơi bà ta có điều kiện để tham gia vào các cuộc bầu cử cấp cao, điều tra hồ sơ của chính quyền tổng thống Joe Biden và điều tra cách chính phủ giải quyết đại dịch Covid-19. Cựu tổng thống Donald Trump đã không công khai đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông đang xem xét nghiêm túc việc lựa chọn ai sẽ là người phó tổng thống đứng cùng liên danh vào thời điểm đầu của cuộc vận động tranh cử. Nhưng theo các trợ lý úp mở cho NBC News biết, về cơ hội của bà Taylor Green giành được tấm vé đi cùng cựu tổng thống trump là rất cao trong suốt hai chiến dịch tranh cử vào quốc hội và hơn hai năm ở hạ viện taylor green đã trở thành một trong những người kiếm tiền nhiều nhất của hạ viện trở thành nhân vật nổi tiếng hung hăng và mạnh mẽ nhất và bị nhiều đồng nghiệp coi thường nhưng bà taylor green bất cần điều đó vì bà ta biết muốn giành được chiếc vé để trở thành phó tổng thống cùng với cựu tổng thống donald trump thì bà ta phải tạo tiếng tâm cho bản thân từ hạ viện trước Chuyển sang thông tin tiếp theo, những ai đang tìm công việc mới có thể xin việc tại Bưu điện Hoa Kỳ trong một hội chợ việc làm tại các quận hạt Los Angeles và quận Cam. Bưu điện đang thuê 2.400 nhân viên mới trong hội chợ tuyển dụng toàn tiểu bang. Phỏng vấn bắt đầu đồng loạt vào thứ Năm ngày 26 tháng 1 năm 2023, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Lương bắt đầu từ 19.33 đô la đến 19.94 đô la trên một giờ, trong số 77 văn phòng đang tuyển dụng, 11 văn phòng nằm ở Los Angeles và quận Cam. Trong số 77 văn phòng đang tuyển dụng, 11 văn phòng nằm ở quận Los Angeles và 10 ở quận Cam. Bưu điện Hy vọng sẽ thuê 325 người đưa thư ở Los Angeles, trong khi các văn phòng ở quận Cam hy vọng sẽ có thêm hơn 450 nhân viên mới. Benefit do bưu điện cung cấp gồm mức lương cạnh tranh, ngày nghỉ có lương, vacation có lương bảo hiểm y tế, nha khoa đầy đủ và trợ cấp hữu trí. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.